Cũng đến viếng nha cô chú anh chị. Tối hôm qua thì có chú Linh Tâm, Vũ Lâm. Hôm qua là có chú Linh Tâm, nghệ sĩ Vũ Lâm. Sáng nay thì mẹ nuôi của nghệ sĩ Vũ Lâm đến viếng nha cô chú anh chị. Thank you.
liệt sĩ gạo cội một thời. Rất là nhiều vòng hoa luôn nha cô chú anh chị. Fan của nghệ sĩ Kim Tử Long kính viếng cả nhà. CB Chánh Hưng. Rất là nhiều vòng hoa của tất cả các nghệ sĩ cũng như là phòng thu đó cô chú anh chị thấy không? Rất là nhiều luôn. Làm thành là một cái hàng rào vòng quanh cái rạp này cô chú anh chị. Vậy hiện tại và bên trong thì còn nghệ sĩ Thì hôm nay là các con cháu của cố nghệ sĩ hiện tại bên trong này em thấy là còn nghệ sĩ Bạch Long thôi nha cô chú anh chị, chia buồn với lại gia đình của nghệ sĩ Xuân Yến nha cô chú anh chị. Ngày hôm qua thì Kim Tử Long có đến nghệ sĩ Xuân Yến. Nếu mà người ở Sài Gòn thì có thể đến Vườn Bạch Đằng. Hôm qua là có Hồng Loan cả nhà, Hồng Loan là đến vào làm hoa của cố nghệ sĩ Tô Quý Linh cả nhà. Có cả gia đình là thầy Miêu, thầy Mỹ của chú anh chị. Đây, đây là vòng hoa của Xuân Miến này chắc rất tươi các chú. Sau xưa thì có thể biết rất rõ thì cô đóng rất là nhiều đương sĩ khác sĩ Vũ Linh nổi tiếng, nhưng đối với sân khấu thì nghệ sĩ Vũ Linh gọi là cô là